Vâng, cửa hàng Khắc Anh xin kính chào các bác. Hôm nay cửa hàng về rất nhiều mạch loa kéo. Mạch loa kéo màu trắng này, đen trắng này các bác nhé. Cái mạch này gọi là mạch V2 nha các bác nhé. Mạch loa kéo V2. Kéo loa kéo bát 40, bát 30 rất là ok các bác nhé. Loa kéo bát 30. Các bác lưu ý là loa kéo bát 30. Loa kéo thì thường người ta dùng loa 4 ohm và loa độ nhạy cao. Thế nên là mạch này kéo bát 30 loa kéo thì quá là tuyệt vời. Còn đối với loa ở nhà ấy, thì các bác dùng loa 25 như này, giống như em là dùng loa BOB bát 25 này. Hoặc các bác dùng loa 20 nhạc kéo là ok. Đấy, mạch loa kéo V2 có Bluetooth này, bằng điều khiển thì vừa chữ tiếng Trung vừa chữ tiếng Anh. Điều khiển thì rất là to các bác nhé. Điều khiển này rất to. Ở trên mạch thì có, đây là một rắc. Nhìn từ phía đằng sau bên phải thì đây phía bên phải là một rắc để cắm bình ắc quy các bác nhé. Ắc quy 12V. Còn cái dây đỏ bên trái này là để ra loa các bác nhé. Các bác đấu loa tép loa bát thì các bác đấu chung vào cái đường dây cấu suất loa này. Tiếp đến là trên mạch thì có sẵn cái cáp để kết nối bo mic không dây các bác nhé. Các bác kết nối bo mic không dây này. Đấy, cắm vào đây là hát thôi. Cái mạch này theo em đánh giá thì công suất đủ lớn để kéo bát loa kéo 30. Đánh tương đối khỏe các bác ạ. Còn tiếng mic thì cũng hay. Nói chung là mạch này rẻ nhưng mà hay. Mạch này giá là 500.000 các bác nhá. Các bác mua mic thì ví dụ như là một bo và một mic trắng này có màn hình, đây là 300.000 các bác nhá. Còn một bo và một mic đen này không có màn hình là 200.000, 250.000 các bác nhá. Còn đây, hai mic đen không có màn hình thì là 380.000 nhé. Hai mic đen và một bo của nó đây là 380.000. Đấy, giá mic thì em vừa báo rồi nhé. Khi mà các bác mua kèm mạch loa kéo này và mic thì các bác sẽ được giảm là 50.000 theo cái giá mà em vừa báo. Đây, mạch về rất là nhiều các nhá. Đây, bọc rất cẩn thận này. Cái này khi gửi cho các bác là phải mở ra test đàng hoàng xong lại đóng lại để gửi cho các bác nhé. Mạch loa kéo này thì các bác mua rất là nhiều. Tất cả anh em trong tất cả các tỉnh toàn quốc mua thì em đều ship hàng. Ship hàng qua bưu điện. Nhận hàng thanh toán thì các bác nhé. Tuy nhiên là các bác đặt hàng ấy, thì các bác lưu ý là mua ở cửa hàng em là phải đặt cọc trước 50.000 tiền ship bằng thẻ cào Viettel nhé. Bởi vì là khi mà em mang hàng cho bưu điện gửi là đã phải nộp tiền ship, tiền vận chuyển cho bưu điện rồi. Cho nên là các bác đặt hàng thì các bác phải đặt cọc trước 50.000 bằng thẻ cào Viettel. 50.000 đấy bằng đúng tiền ship luôn các bác. Cửa hàng lớn uy tín như cửa hàng em thì các bác hoàn toàn yên tâm về cứ đặt cọc là có hàng gửi đi. Một kênh 30.000 người đăng ký như kênh em thì không có lý do gì phải để lừa các bác 50.000 cả. Các bác thông cảm là khi mà mang hàng ra bưu điện đã phải nộp tiền cước rồi, nên là các bác đặt cọc trước 50.000. Các bác đặt hàng thì các bác gọi số máy 0964 867 866 hoặc 0364 791 604 để gặp nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng sẽ tiếp nhận địa chỉ của các bác, tiếp nhận thẻ cào của bác và gói hàng gửi cho các bác. Đây, mời các bác nghe thử lại lần nữa nhé.
tép các bác nhá, bốn loa tép này, một bass 25 từ kép 12 nhá các bác nhá. Đối với loa kéo thì là cái thông số của nó rất thấp, loa nó rất nhạy, từ côn nó rất bé, nên các bác kéo cái mạch này, các bác kéo loa bass 30 của loa kéo thì quá thoải mái. Cái mạch này dài khoảng 25cm này và rộng khoảng 7cm các bác nhé. Đây, test mic cho các bác này. Em đang ốm quá nhé, cho nên không hát. Từ mic thế này thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 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 alo. Đấy, độ vang rất là tốt nhé. Các bác vang nhiều quá thì các bác giảm vang đi là được. Chỉ sợ thiếu vang thôi, còn thừa vang thì quá là ok. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn hãy đăng ký kênh 2866 để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Các bạn lưu ý là khi dùng đối với loa ở nhà, loa đôi loa 30 chẳng hạn, các bạn muốn kéo căng đôi loa 30 mà dùng mạch loa kéo thì các bạn không thể mua mạch rẻ được. Tại vì loa ở nhà công suất rất lớn, loa 30 các bạn phải dùng cái mạch loa kéo 500W, bên em đang bán với giá là 1.800.000. Đấy, mạch đấy mới đủ khỏe để kéo bass 30 ở nhà. Các bác lên YouTube bác đánh mạch loa kéo 500W, thêm chữ khắc thanh đằng sau vào và ra cái video của cái mạch đấy. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mic rất là hay các bác nhé. Họ khản hết tiếng rồi nhưng mà hát ra 1-2 câu rồi cho các bác thử mic đi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong đầu. Cho bác thế là ok rồi. Xin nhắc lại, đây là mạch loa kéo V2, mặt màu đen và trắng, và giá là 500.000 các bác nhé, chưa bao gồm mic. Mic thì từ 200 mic, một mic và một bo là 250.000 này, một mic và một bo có màn hình này là 300.000, hai mic không có màn hình và bo này là 380.000. Khi các bác lấy kèm mà mạch loa kéo kia thì sẽ được giảm 50.000. Đấy, cửa hàng Khắc Thanh thì chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh nha các bác nhé, loa âm ly, rồi mạch loa kéo, loa thiết bị âm thanh trên ô tô nhé. Các bác mà mua hàng thì xin liên hệ số máy 0964 867 866 hoặc 0 0 3 6 0 0 3 4 0 3 6 4 7 9 1 6 0 4. Đây là số mới như này, không còn chưa nhớ năm. Đấy, số kia thì có một số nên là gọi thường xuyên quá tải nên các bác gọi được một trong hai số này. Rồi, các bác hãy đăng ký kênh Hotline 866 để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Bấm vào hình quả chuông ở góc phải màn hình. Xin cảm ơn các bác.